Khán giả NTV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý vị khán giả thông tin về đề án phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngang tầm với Đài Phát thanh Truyền hình khu vực giai đoạn 2014-2020. Không khí ghi hình sân chơi quê mình xứ Nghệ tại huyện Lúa Yên Thành. Tiếp đó, phần trả lời thư khán giả hỏi về việc mua sắm thiết bị truyền hình phù hợp với lộ trình số hóa và cuối cùng sẽ là những thông tin về phim hay sắp được lên sóng. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đánh dấu sự phát triển đối với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đó là vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo số 1058 về đề án phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngang tầm Đài Phát thanh Truyền hình khu vực giai đoạn 2014-2020. Và theo đó, xác định đầu tư nâng cấp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh ngang tầm đài khu vực là cái xu thế tất yếu phù hợp với lộ trình số hóa của chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo nghị quyết số 26 ngày 30 tháng 7 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Thông báo nêu rõ cần tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đài tỉnh và cả đài truyền thanh truyền hình cấp huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa giải trí của nhân dân. Có chính sách đặc thù để tuyển chọn, thu hút lực lượng phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình, kỹ thuật viên giỏi, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, ra soát, sắp xếp số lao động hợp đồng theo hướng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố và các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương con người xứ Nghệ tới cả nước và quốc tế, phần đầu góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cần tập trung đầu tư thực hiện nhiệm vụ phủ sóng phát thanh truyền hình tới địa bàn toàn tỉnh và cả nước, quan tâm phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở và tham mưu xây dựng chương trình hỗ trợ các phương tiện nghe xem phát thanh truyền hình cho vùng sâu vùng xa, biên giới và vùng biển của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Nghệ An và đổi mới trang thiết bị sản xuất chương trình theo chuẩn HD của Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng kinh phí đầu tư đề án này là trên 247 tỷ đồng, trong đó dành 119 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc và trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tại số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Công trình nhà làm việc của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải khánh thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2015 và được xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Thưa quý vị và các bạn, sân chơi quê mình xứ Nghệ, một sân chơi cho bà con nông dân đã tiếp tục trở lại trên sóng NTV. Một ngày đầu tháng 4, tại làng Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã phối hợp với huyện Yên Thành tổ chức sân chơi quê mình xứ Nghệ giữa hai đội chơi là Bắc Vĩnh và Nam Vĩnh, xóm Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành. Những người nông dân với những đặc sắc của làng nghề lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, tất cả đã tạo nên một không khí ngày hội thực sự của xóm giáo trù phú Vĩnh Hòa. Chương trình với 4 phần thi chính, với phần thi làng tôi, thông qua hình thức sân khấu hóa, hai đội đã giới thiệu được những nét đặc trưng của địa phương bằng những làn điệu dân ca ví dặm mượt mà. Phần thi vui là chính với các trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt và đua thuyền trên cạn. Ở các trò chơi này đòi hỏi người chơi phải khôn khéo, tập hợp sức mạnh và có nghị lực, thể hiện tinh thần lao động cần cù chịu khó để vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống. Sân chơi làng nghề chế biến nông sản này thì rất có giá trị đối với những người làm nghề, bởi vì qua đây thì được quảng bá cái thương hiệu của làng nghề để cho bà con khắp cả đất nước, nhất là nhân dân Nghệ An biết được là tại cái địa điểm này có những cái làng nghề rất phát triển, rồi cho nên là cái thương hiệu của làng nghề từ đó nó được phát triển, và nhất là có cái tính bền vững, có cái niềm tin đối với người tiêu dùng.
Mỗi một làng quê đều có nét đặc trưng riêng và làng Vĩnh Hòa, một xóm giáo toàn tòng có nghề truyền thống chế biến nông sản nổi tiếng với nghề làm bánh chưng, bánh đa, bánh cuốn là những sản phẩm đồng chiêm đã có thương hiệu được nhiều nơi biết đến. Hiện nay làng có 2/3 số hộ làm nghề chế biến nông sản, đem lại nguồn thu nhập và làm giàu chính đáng cho bà con. Do vậy gói bánh chưng và quạt bánh đa được tái hiện trong phần thi khéo tay hay làm. Ở phần thi kiến thức nhà nông, các đội thi đã trả lời những câu hỏi liên quan về lịch sử văn hóa, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt trò chơi dân gian, ba người bốn chân dành cho cổ động viên của hai đội đã tạo thêm không khí vui tươi và sôi động. Thì với cái mong muốn là tạo cái sân chơi cho bà con nhân dân sau những cái ngày lao động vất vả, xây những cái mối đoàn kết lương giáo trong cộng đồng khu dân cư. Cái thứ hai là cũng để quảng bá cái hình ảnh của huyện Yên Thành đang trên đường xây dựng cái nông thôn mới. Và việc thứ ba cũng là dịp để chúng tôi quảng bá sản phẩm của làng nghề trên tinh thần đó, để tiếp tục là xây dựng phát triển thêm các cái làng nghề với mục đích là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Sân chơi quê mình xứ nghệ tổ chức ở huyện Yên Thành thực sự đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng là dịp để Yên Thành quảng bá giới thiệu các sản phẩm của làng nghề cũng như nét đẹp văn hóa truyền thống đến với mọi miền của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tháng 4 này, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục sản xuất sân chơi quê mình xứ Nghệ tại huyện Nghi Lộc và tại thị xã Cửa Lò. Các chương trình này sẽ lên sóng NTV trong tháng 4 và tháng 5. Mời quý khán giả theo dõi. Lộ trình số hóa truyền hình đã chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Tuy nhiên, chắc nhiều khán giả vẫn chưa biết số phận những chiếc TV cũ đang sử dụng sẽ đi về đâu, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa. Chính vì vậy, quý khán giả cần nắm rõ các thông tin sau đây. Theo lộ trình số hóa truyền hình thì tín hiệu analog sẽ chính thức tắt vào năm 2015 và chia ra 4 giai đoạn tới năm 2020. Cụ thể giai đoạn 1 đến trước ngày 31 tháng 12 2015, các đài truyền hình trung ương và địa phương sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang hoàn toàn phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm 1. Giai đoạn đầu tiên sẽ áp dụng với 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Giai đoạn 2 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 sẽ tắt tín hiệu analog hoàn toàn tại các tỉnh thành phố thuộc nhóm 2. Giai đoạn 3 sẽ tắt hoàn toàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại các tỉnh thuộc nhóm 3. Cuối cùng là giai đoạn 4 trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ tắt hoàn toàn tại các tỉnh thuộc nhóm 4. Với những giai đoạn cụ thể trên thì quý khán giả nên nắm rõ tỉnh thành đang sống thuộc vào nhóm tỉnh thành nào, sẽ tắt trong giai đoạn nào và TV bình thường sẽ vẫn sử dụng bình thường với tín hiệu analog. Nếu như người đang sử dụng TV không hỗ trợ chuẩn DVB-T2 thì khi tín hiệu analog tắt đi đồng nghĩa với việc phải có một bộ giải mã mới có thể xem được. Trong khi đó, những người đang dùng tín hiệu truyền hình cáp hay tín hiệu vệ tinh thông qua nhà cung cấp đều phải trả phí thì là một câu chuyện khác. Khi tín hiệu analog tắt đi thì họ vẫn có thể sử dụng bình thường với chuẩn này, bởi đây là dịch vụ trả phí và tất nhiên sẽ được hỗ trợ thay đổi hoặc trợ giá thiết bị để người dùng có thể xem được các kênh được phát sóng. Thậm chí tất cả các TV từ CRT đến LCD hay LED cũng đều xem được qua tín hiệu trả phí này từ các nhà cung cấp dịch vụ mà không ảnh hưởng gì đến việc thu sóng DVB-T2. Bên cạnh đó, khi tín hiệu analog chuyển sang tín hiệu digital hoàn toàn, thì những TV không hỗ trợ chuẩn DVB-T2 phải nhờ một thiết bị giải mã mới có thể xem được, nhưng nó vẫn gói gọn trong những kênh miễn phí mà người dùng đã và đang xem. Để có thể xem tất cả các kênh giải trí, kênh chất lượng cao hơn, bắt buộc người dùng phải liên hệ đến các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số và phải trả một khoản phí hàng tháng, tương tự như các dịch vụ mà An Viên, VTC, VTV Cap đang kinh doanh hiện nay. DVB-T2 là xu hướng của tương lai, là một điều không thể phủ nhận. Với chuẩn này, người dùng có thể tiếp cận đến chất lượng tốt hơn, hỗ trợ việc giải trí và theo dõi những thông tin chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước một cách tốt nhất. Một lợi thế mà DVB-T2 là tốc độ và dung lượng truyền tải dữ liệu tín hiệu cao hơn từ 30-50% so với chuẩn cũ DVB-T, cho nên DVB-T2 sẽ giúp tiết kiệm băng thông, giải phóng tần số, tiết kiệm tài nguyên quốc gia để dùng vào những việc khác như là phát triển Internet. Do đó, người dùng nếu cần mua sắm mới TV thì nên tìm hiểu rõ ràng và không mua TV cũ không hỗ trợ chuẩn DVB-T2.
nên tham khảo tất cả các đại lý kinh doanh ngành hàng này trước khi mua sắm mới, phải hỏi rõ ràng đây là TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 hay không. Đặc biệt là từ ngày 1 tháng 5 năm 2014 trở đi, tất cả TV tích hợp chuẩn này đều phải có biểu trưng số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, giúp người dân dễ dàng phân biệt. Vâng, và đối với người dùng TV cũ thì không phải quá lo lắng về việc sẽ không được hỗ trợ phát sóng theo chuẩn mới. Nếu đã và đang dùng những thuê bao, trả phí sẽ được tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi từ phía nhà cung cấp. Còn đối với người dùng các kênh phổ biến miễn phí hiện nay, theo Analog thì có thể mua một bộ giải mã nếu chưa có điều kiện mua sắm một TV mới. Nhưng nếu khi đã mua TV thì quý vị và các bạn hãy chọn TV có chuẩn DVB-T2. Ngoài ra, trong lộ trình số hóa truyền hình có nêu, nhà nước sẽ trích khoảng 1.710 tỷ đồng từ nguồn quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đã có TV sở hữu thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình Setbook. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến của các mỹ nhân để tranh giành sự sủng ái của vua luôn là đề tài phim cổ trang thu hút các nhà làm phim, đặc biệt là TVB. Vạn Hoàng Chi Vương là một bộ phim hay về đề tài này. Và trong lịch sử Thanh Triều thì có 28 phụ nữ lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, 28 hoàng hậu, hàng vạn cung tần mỹ nữ và những cuộc chiến hậu cung không có điểm dừng. Người phụ nữ sống trong hoàn cảnh đó phải đối mặt với những mối nguy rình rập. Bởi thế, ba âm mưu, toan tính, tranh quyền đoạt vị hoành hành, lũng loạn trốn hậu cung hết đời này sang đời khác. Vạn Hoàng Chi Vương là cuộc chiến giữa Ỷ Lan Tuyên Huyên và Nguyên Uyển Hồ Hạnh Nhi quanh ngôi vị đứng đầu Tam Cung Lục Viện. Phim được bắt đầu chiếu trên NTV vào 20 giờ 10 phút hàng ngày từ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Trong số 13 vương triều thời Mãn Thanh, tố nữ vào cung chờ được chọn hơn vạn người. Nhưng chỉ có 28 người trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị đứng đầu Tam Cung Lục Viện giữa các mỹ nữ cũng vì thế mà không bao giờ có điểm dừng. Mỗi người xin tặng gối ngủ ảnh thanh bằng sứ, chúc tỷ tỷ có giấc ngủ ngon. Khang Tường xin tặng tượng Quan Âm Tống Tử cung chúc Hoàng thượng Hoàng hậu Bách Tử Thiên Tôn. Được ví như phiên bản của Cung Tâm Kế, bộ phim Vạn Hoàng Chi Vương là câu chuyện đối đầu giữa Hoàng hậu Nguyên Uyển và toàn quý phi Y Lan. Từ những cô gái danh gia vọng tộc, thùy mị, đoan trang, vì quyền lực đã trở thành những người đàn bà tàn độc, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Còn bổn cung một ngày, ngươi đừng có nằm mơ. Người tự mình quyết định, hay là để ai ra giúp người quyết định đây? Toàn phi, chậm quyết định, phế nàng, từ phi xuống tần, để cảnh cáo. Với kịch bản xuất sắc và dàn diễn viên nổi tiếng, Vạn Hoàng Chi Vương trở thành bộ phim cổ trang được yêu thích nhất năm 2011 trên kênh truyền hình TVB Hồng Kông. Muội bán đứng ta, chậm lệnh cho ngươi, bất luận thế nào cũng phải trị khỏi cho người. Cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn, bỏ xe, giữ tướng, cắt chi để toàn mạng. Hay là để muốn ta nói cho nó biết chân tướng sự thật. Tỷ. Những thông tin hay về bộ phim Vạn Hoàng Chi Vương đã kết thúc chương trình với khán giả NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Như thường lệ, mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Còn bây giờ, Thanh Nga và Thu Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.